con? Cắn. Con đi. Cắn nè chị hai. Cắn có ăn không? Ừ. Em đang đâu mà? Chưa ăn gì mà mất. Chưa mất. Nay giờ mà nay mà anh thường 7 rưỡi mà nay rồi hôm nay rồi. Hello mọi người, hôm nay em vào live muộn này mọi người ơi. Rồi em chào chị Yến, em chào chị Lê Liên. Hôm nay mới hỏi có việc vào live muộn một xíu. Em vào live muộn để tặng quà khủng cho mọi người hết dạ. Em có việc nên là em like hơi muộn các bác ơi. Em có việc nên em like hơi muộn. Các ác hoài tương tác like giùm em nha. Các chị vào tương tác like giùm em với. Em lên tặng đầu like cho các chị rồi. Hello Thanh Phạm nha. Trong đây cái chị nào nhận được thông báo like không mọi người? Có chị nhận được thông báo like không? Rồi em lên tặng cho mấy chị cái lô áo sọc này nha. Hôm nay là ai cũng hỏi áo sọc tay ngắn. Hôm nay chắc lên sọc tay ngắn đây. Rồi em chào chị Mỹ Dung. Em coi tay ngắn hay tay dài đây. Ui tay dài. Tay dài, tay dài. Tay dài rồi mấy bác ơi. Rồi các chị ơi, cho em xin một nút nha. Cho em xin một nút chia sẻ nào. Tay dài mất rồi. Rồi hello Trần Kim Liên, chào Liên nha. Đây, em lên tặng đầu like cho mấy bác con này. Để cho chị em mình có động lực chiến đấu nha. Cho chị em mình có động lực chiến đấu nha. Thôi gì đó con gái. Không, lên lên để mẹ làm. Con vào với bà nội để mẹ làm, con không lên được. Bà ơi, giữ em giùm con với, cô cho bút kìa. Không, mẹ con ngồi lên ghế. Út, ơi, Út lấy xe đạp con kìa, chạy ra hai chị em trên xe đạp. Út sao lấy xe đạp của chú ơi, ôm em ôm chưa giùm cho mọi người làm tí. Ông chị hai ôm đi chơi kìa, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, em lên tặng đầu like cho mấy chị con áo tay ngắn, cổ tim, tay ngắn cổ tim tim nha mấy chị hôm nay nè. Trời, hôm nay không biết ở trong kia sao, chứ ở Gia Lai Phú bây giờ là bắt đầu lặng rồi mấy chị. Là Gia Lai lặng rồi ấy. Đây với lại tặng nhanh cho mấy chị con này 41.000. Đây mấy bác ơi nhìn hàng này. Em cho mấy bác nhìn hàng này. 41k giùm em, không xịn không lấy tiền nha. Tặng nhanh bốn cỡ nó đẹp. Gửi đồ chị chưa? Em chưa. Cô lai mũ rất ok. Đây nè mấy chị ơi hàng này 40kg cho 60 chút giùm em. 40-60 chút giùm em con này nha. Đẹp lắm, em vừa bán vừa tương tác cho mấy chị con này bao nhiêu ta? 41.000. Trời ơi, nó đã lắm mấy chị ơi, thiệt sự luôn. 41.000 một con giùm em. Thôi, để xem nào. 40.000 đi. 40.000. Lên giùm em mã 40 con này. Trời ơi, tặng tương tác nhanh giúp em nhé. 40.000 con này giúp em. Ai lên con này lên giúp em là mã sọc. Sọc đen 40 giúp em. Nó đã lắm mấy chị ơi, thiệt sự con này nè. Đã đẹp thiệt sự luôn. Sọc đen 40 giúp em nha. Mấy chị ơi, hàng này hàng tâm. Hàng tâm hôm trước là em like cho mấy chị là hàng dài tay, hôm nay em về ngắn tay. Có nhiều chị hỏi ngắn tay nên hôm nay em sẽ về ngắn tay cho mấy chị ha. Sọc đen, gửi hàng chậu chưa? Chưa gửi nha, bưu điện không nhận. Đây lên giúp em mã sọc đen này, chị nào lấy sọc đen lên giúp em mã sọc đen 40.000. Sọc đen 40.000 giúp em. Sọc đen 40.000 giúp em, đẹp lắm mấy chị ơi, 40. Lên giúp em mã sọc đen 40 nha, sọc đen 40 nhiều màu lắm mấy bác ơi. Nhiều màu lắm. Sọc đen 40 này. Đỏ đẹp. Ui, cái con này mà không chốt thì thôi nha. Con này không có chốt rồi, có lỗi nè. Chưa bao giờ sọc đen 40 cho Văn Khoa. Sọc đen 40 cho Văn Khoa. Đây nè, trời ơi, một con không có con thứ hai. Một con không có con thứ hai, hàng này đẹp quá. Đây nè, sọc xanh màu này chưa bao giờ hả với Hải thấy luôn. Thời gian dự luôn, chưa bao giờ thấy luôn nè mấy chị. Chưa giờ em thấy con này. Lên giúp em mã đẹp. Đẹp 40 giúp em, chưa giờ thấy luôn. Thiệt sự màu này chưa giờ thấy luôn á nè. Lên giúp em mã đẹp giúp em. Đẹp 40 ngàn. Ai lấy đẹp 40 chút giùm em, mã đẹp 40 giùm em. Mã đẹp 40 giùm em nha, đẹp 40k. Chị nào lấy đẹp 40 chút giùm em, mã đẹp 40 nha. Chưa bây giờ em thấy con này luôn, thật sự mấy chị chưa giờ thấy luôn nè. Đó, chút giùm em mã đẹp nha, đẹp 40 ngàn. Lấy giúp em mã đẹp 40 ngàn giúp em. Đẹp 40, tương tác, chia sẻ like giúp em nha mấy chị. Em lên một cái số áo cho mấy chị, nếu mấy chị không thích áo là em sẽ qua mã cho mấy chị nhanh.
để cho nó nhanh đi, chứ không để mình tốn thời gian với các chị rồi cả tốn thời gian ao nữa. Nên là đẹp đẹp 40 cho chị Kim Lâm, đẹp lắm chị Lâm ơi. Con này những chị nào mà đã mua cái áo này rồi thì mấy chị cứ yên tâm. Em nói thằng mấy chị mua áo này em lừa đúng 3.000, đúng 3.000 một con. Tin không ở mấy chị đâu thiệt. Sọc trắng đen giúp em. Chị nào lấy sọc trắng đen chút giùm em mã trắng đen. Chị nào lấy trắng đen chút giùm em mã trắng đen nha. Trắng đen chọc chốt giùm em mã trắng đi. Mã này mã đen rồi. Đó, chốt giùm em mã trắng. Ui con tím này nó nữa nè. Tím này nó pha đẹp quá luôn. Lấy giúp em mã tím nè. Tím này mấy bác ơi, con tím này đẹp chưa? Đó, chị nào thích tím chốt giùm em mã tím 40.000. Tím 40 giúp em, chị nào thích tím 40 chốt giùm em mã tím 40. Tím 40k giúp em nhé. Tí này em qua quần ấy cho mấy chị tím 40 nè. Chị nào lấy tím 40 chốt giùm em mà gửi chung đồ cho chị nhé. Dạ. Đây, ai lấy tím 40 chốt giùm em mã tím 40 nhé. Tím 40.000. Ai lấy tím 40 chốt giùm em mã tím 40.000 giúp em, tím 40.000. Không thích lô này em qua mã nha mấy bác. Không thích lô này đẹp quá, màu đẹp kinh luôn này. Ôi màu à, tím nhạt đẹp chưa này. Màu xanh này cũng mê mẩn luôn này mấy chị ơi, không chốt. Không chốt thì mấy chị chốt cái gì? Lô này thiệt bán 40. Ôi mê luôn mấy chị ơi, hàng này thiệt tự. Nên cho em bán. Không ấy để qua mã nha. Qua mã cho mấy chị cho mấy công rồi cái này kia. Em lên quần cho mấy chị ra, còn ít quần dạ nhung tặng luôn cho mấy chị nè. Quần dạ nhung. Nhung này. Hôm nay không biết là có lấy hay không. Quần dạ nhung này hôm trước chính hôm nay còn mấy con này bị lẻ sai. Em tặng cho mấy chợ có quần riêng giấy ống rộng không em? Chị Yến ơi, quần riêng giấy ống rộng không có chị. Riêng giấy ống rộng không có chị ơi, riêng giấy ống rộng hết rồi. Hết mã của nó rồi. Đây quần dạ nhung này mấy chị siêu cấp luôn. Đây quần dạ nhung siêu cấp này. Hôm trước 99 hôm nay em tặng luôn cho mấy chị 87.000 con này luôn nha. 87.000 hàng này chưa ai chê luôn, em về em cả mấy trăm cái rồi đấy. 89.000 nhìn dạ nhung của nó này. Nhìn hình nó nhìn quần nó đỉnh như thế này nè. Em cho mấy chị xem màu xám cho nó dễ. Chị nào lấy quần này về mặc xấu trả lại em đừng em bù tiền cho. Em bù tiền cho đây này, còn mấy con thôi. Ai lấy hai màu thì em sẽ lên nha. Đây nó đã như thế này nè mấy chị ơi, quần này nha. Ôi nó đẹp kinh khủng lắm mấy bác ơi, quần này nó đẹp kinh khủng lắm luôn á. Chị nào lấy quần này lên giúp em là mã dạ. Lên giúp em là mã dạ hoặc là mã 87.000. 87.000 kèm màu giúp em, kèm màu kèm size hoặc kèm màu kèm cưới giúp em 87.000 một quần nha. Siêu cấp luôn, hàng này hàng chính nè. Giờ còn mấy con lẻ size em tặng luôn mấy chị 87.000 nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thật nó vừa cả một cái điện thoại bên trong luôn, hàng siêu cấp luôn. Đây nè, nó dạ như này, dạ đẹp như vậy này mấy chị. Đó, chị nào lấy quần này chốt giùm em là mã dạ nha, 87.000 một quần. Mấy chị mua rồi là mua thêm không bây giờ, em nói thề mấy chị. Hàng này là mua rồi là mua thêm mấy chị ạ. Mua rồi là mua thêm. Thiệt sự luôn, mấy chị chỉ cần về kiểm tra hàng mặc lên phong là mấy chị biết rồi. Hàng dạ giúp em nè, chị nào lấy dạ chốt dạ giùm em dạ. Dạ giúp em nha, dạ 100 quên 87.000 một con, hôm nay còn mấy con em tặng 87.000. 87.000 một con nha, lên giúp em là mã dạ 87 chấm bài tương tác like giúp em mấy chị ơi. Dạ 87 giúp em. Chị nào lấy dạ chốt giùm em mã dạ 87.000. Dạ 87k. Chấm bài tương tác lên giùm em được không mấy chị? Dạ 87 giúp em. Chị hai cái đen size 60. Dạ hai cái đen size 60 cho bác Thanh Thanh nè. Đen 60 nè. Đen 60 là cao thì chị lấy XL. 60kg lấy XL cho thoải mái. Chị cao không chị ơi? Nếu chị cao 1m55 dạ 87 hai cái 60 chị Thanh Thanh. Dạ ok bác Thanh nè. Lắm, thiệt sự luôn á. Mua rồi mua thêm thôi bác Thanh thôi, tiếp hỏi bắt luôn đó mấy chị. Mua rồi là mua thêm thôi á. L này. Hàng này thiệt sự nha. 63 kg, 64 kg vẫn mặc được XL. Em nói thật sự 60kg trở lên, XL nó 60kg trở lên tới 63, 64. Chị nào mà cao 65kg vẫn ok con này giúp em á. Vẫn ok con này giúp em luôn á mấy chị. Thiệt sự nó rất là đẹp luôn. Tại XL của nó là nhiều lắm, thiệt sự. Đó chị nào lấy dạ thì chốt dạ giùm em 87.000. Hôm nay bé Hà tặng luôn 87 nha.
Chị nào lấy 87 thì chốt 87 giúp em, 87 nha. Size từ 40kg trở lên cho tới 65kg mấy chị chốt nha. Dạ giúp em là dạ. Dạ xịn luôn á mấy chị ơi, không phải hàng tàu lao đâu, dạ giúp em nha. 87 ngàn một con. Ai lấy 87 chốt giùm em mà 87 nha. Ai lấy 87 chốt giùm em mà 87 ngàn. Còn một con quần này xả luôn cho mấy chị nè. Nay mùa lạnh rồi, em lên hàng lạnh cho mấy chị nha. Em thấy xe lạnh rồi đấy. Theo em là em thấy xe lạnh rồi đấy mấy chị ơi. Đây. Dạ đen 87kg size M chị Võ Lệ một con. À hôm trước chị Lệ lấy cái con này nè đúng không? Ôi đen em hết mờ rồi. Đen em hết mờ rồi chị Lệ ơi. Đen con hết mờ là chị hai đen nhé, chị không thích màu sáng. Đen em hết mờ rồi bác Lệ ơi. Đen em hại hết mờ rồi. Lấy nâu được không chị? Dạ, chị lấy nâu được không? Chị Lệ lấy nâu được không? Còn để em xem, em cứ chốt rồi cho chị như thế này. Xong ngày mai xuống kia em xem ở còn em mờ thì em chốt với chị nha. Còn không chị thích nâu thì em chốt nâu cho chị. Còn thích nâu thì em chốt nâu với chị. Đây, bé Hải lên tặng tương tác cho mấy chị con quần này nhanh giùm em. Năm hàng này hàng 66.000 nè. Hàng này hàng 66, hôm nay em tặng luôn cho mấy chị 56.000. 56.000 con này. Không siêu phẩm thì là không lấy tiền nha. Đây em cho mấy chị nhìn cái quần này. Em cho mấy chị nhìn quần này nó đã như thế này nè. Trời ơi mấy chị ơi, còn mỗi size S thôi tặng luôn mấy chị sau 55.000 đi, 55.000. Còn mỗi size S thôi. Mỗi size S thôi nha, 40 cho tới 50 nha. Quần này là size S của nó là 53kg quay đầu giùm em. Chị nào 53, nói chung là size này form nó đánh form vậy thôi. 53kg quay đầu giùm em nhé, 40 tới 53kg quay đầu giùm em con này. Lên giùm em mã 55 nè, em tặng luôn mấy chị 55k form quần này. Đây này em cho mấy chị xem cắt này nha. Đây là quần đây mấy chị ơi. Mấy chị nhìn thấy đỉnh chưa? Mấy chị có thấy đỉnh không? Thật sự mấy chị có thấy đỉnh không? Nó đã lắm luôn á mấy chị. Lên giúp em mã quần 55.000 nha. 55.000. Thật sự không còn gì để nói luôn. Phải nói cái giá nó cực kỳ rẻ luôn cho mấy chị luôn. Rồi em chào, hello Thùy Linh nè. Em chào Ngân Kim, chào Thu Hiền, Nguyễn Lam, Hoàng Vi, Kim Loan, chào mọi người nha. Chị Thảo Thảo nè, Nga Hồ, cụ cả nhỏ nè. Hành Thanh thấy mọi người rồi đó. Lên giúp em mã quần này 55.000. 55.000 xe lạnh rồi mấy chị. Em nói thật sự bữa nay nếu mà vào lạnh rồi thì mấy chị mặc quần này vừa rẻ vừa ấm. Vừa rẻ vừa ấm nó trên giá ok. Riêng quần này vừa rẻ vừa ấm giá rất ok luôn cho mấy chị luôn. 55.000 quần này, chị nào lên quần 55 thì chốt giùm em mã 55 nha. Chị nào lên 55 thì chốt giùm em mã 55.000. Đóng bài tương tác like giúp em mấy bác ơi. Sao nó cứ lên nó tuột, nó lên nó tuột miết vậy ta. 55.000 giúp em nha. 55.000. Còn có mấy con em xả luôn cho mấy chị. À, còn mấy con quần bé này nè. Đây còn mấy con này mấy chị không lấy giúp em với. Sợ luôn mấy chị con này 25.000 nè. 25.000 giùm em nè, 17 tới 19kg. 17 tới 20kg giùm em quần này. 17 tới 20kg nói chung dưới 5 tuổi quay đầu giùm em nha. 5 tuổi quay đầu giùm em, 17 tới 20kg em tặng luôn mấy chị 25. Lên giúp em mã đen 25 mã bé size M nha. 17kg trở lên nha mấy chị, 17 tới 20kg nha. 17 tới 20kg túi nó là túi thật giùm em nha. Túi là túi thật giùm em nè. Đó, túi thật giùm em nha mấy chị ơi, túi thật giùm em. Đó, lên giúp em là mã này là mã bé, bé kèm màu giúp em xả luôn mấy chị 25.000 quần này em xả. Đang mùa lạnh em xả luôn mấy chị 25.000. Chị nào lấy em còn có 4 năm quần thôi nha, em còn đúng 4 năm quần. 4 năm quần thôi, chị nào lấy giùm em. Chị nào lấy giùm em còn đúng 4 quần này, ba đen một xám này. Xả luôn mấy chị hai, cái này. Chị nào lấy cho con mình đi. Em xả luôn mấy chị 100.000 đấy, 100.000 bốn cái quần cho bé mà mặc thoải mái luôn. Cứ 17 tới 20kg là mấy chị chốt nha. 17 tới 20kg là mấy chị chốt giùm em, 17-20kg chốt giùm em mà bé. Mấy chị chốt giùm em mà bé giúp em, bé bé giúp em nha. Chấm bài tương tác like giúp em đi mấy chị. Đây lên cho mấy chị luôn này. Lấy chị hai cái ok. Chị lên giúp em mã 25 đi. Chị lên giúp em là mã 50 đi. Em chốt chị hai cái. Em chốt chị hai màu nha. Hai cái em chốt hai màu cho đẹp. Tôi bắt Nam hai cái nè. Rồi em còn hai cái nữa, hai chị nào lấy đi, một chị nào lấy giúp em đi cho nó gọn đi. 50 này. Chị Lam lên giúp em mã 50 nha, 50. Trả luôn cho nó gọn nhà cho nó. Dạ, rồi chị. Mã 50 giúp em. 50. Chị nào lấy 50 thì chốt nha. Em còn hai con màu đen đó, chị nào lấy cho bé mình thì lấy giúp em nhé. Lên áo thun đi chị, lên áo thun à, đang lên đây. Đây hàng này hàng đẹp nè. Hàng đây cho mấy chị trưng diện Tết ok giúp em nè. Đây. Em tặng luôn mấy chị 80.000 luôn. 80.000. Hàng này VIP luôn nha.
Trời ơi đẹp nè, bé 17kg 2 đen cho Trần Kim Liên. Rồi em hết luôn, cảm ơn Liên, cho nó gọn nhà đi. Cho nó gọn nhà cho Kim Liên đi. 50.000. 50-35kg vừa không chị hết chị ơi. Còn Liên chị Phượng ơi đợi em xíu. Đây lên áo nè, em cho mấy chị xem áo này mấy chị ơi. Nè mấy chị, 80.000 một con mấy chị mặc không. Em nói không cách nào mà xấu được luôn nè. Cho mấy chị xem nè hàng này. Nó vip như thế này nè mấy chị ơi, nó vip như này nè. Nè mấy chị, nó đẹp lắm luôn, tay nó nè. Tay nó phồng mà nó đẹp lắm luôn mấy chị đây nè. Em cho mấy chị xem cổ trái tim và nút của nó như thế này đây. Em tặng luôn mấy chị con này 80.000. 80.000 một con giúp em, chị nào lấy sọc đen thì lên giúp em là mã sọc đen 80 giúp em. Sọc đen 80 em có hai con, sọc đen 80 giúp em nha, sọc đen 80. Đây mấy chị ơi, hàng nó đẹp như thế này nè mấy chị. Đó, sọc đen 80 nha, chị nào lấy sọc đen 80 lên giúp em mà sọc đen 80 nè. Sọc đen 80 em có hai con nha. Size từ 40kg lên tới 56kg. Size này 40, 56, 57kg ok giúp em. Sọc đen 80 giúp em. Sọc đen 80 nha mấy chị, sọc đen 80 em có hai con. Sọc đen em có hai con. Sọc đây lên giúp em là mã đen. Chị nào lấy đen chốt giùm em mã đen giúp em. Chị nào lấy đen chốt giùm em mã đen. Cái con lâu này sang nè. Chị nào lấy nâu chốt giùm em mã nâu, xích lên riêng gửi em một tiếng. Em lên lại riêng cho. Chị nào thích nâu lên giúp em mã nâu nè mấy chị ơi, hàng này. Hàng này mấy chị nâu. Trời ơi nâu này sang quá. Chị nào lấy nâu chốt giùm em mã nâu giúp em nha. Chị nào lấy nâu chốt giùm em mã nâu giúp em nâu nhé. Nâu này mấy chị ơi, nâu 80.000. Nâu 80.000 giùm em nhé, lên giúp em mã nâu 80.000 giúp em nâu 80. Chị nào lấy nâu chốt giùm em mã nâu 80. Quần này là mặc áo này về mặc cái quần riêng. Đẹp. Nâu 80 giúp em cứ 40 56 kg là mấy chị chốt nha. Nâu 80 giúp em. Nâu 80.000. Trời ơi màu kem đẹp quá. Ai lấy kem chốt kem giúp em nè. Ai lấy kem chốt kem giúp em nè, kem. Ai lấy kem chốt kem giúp em, kem 80.000 giúp em màu kem. Ai lấy kem chốt kem giúp em nha, kem 80 nè, kem 80 giúp em nha, kem 80.000. Trời ơi cái lô đẹp như này mấy chị không chốt rồi mấy chị. Đây hồng và xanh. Em còn hồng và xanh, này hồng ruốc này mấy chị và mà xanh giúp em. Xanh Chanel giúp em nha, 80.000, hàng này 90 em tặng luôn mấy chị 80 cho nó gọn. Chị nào lên giúp em thì lên nha. Rồi hello Bắc Chiến. Ai lấy sọc thì lên giúp em nha, 80.000 một con. Chị nào lấy thì chốt nha, 80.000. Có quần tiền ống bắt chưa? Có rồi nhưng mà đông. Má bắt em mới nhớ, tối nay em lên bắt cho nè. Xả rẻ luôn cho mấy chị cái lô này đúng. Không biết nói sao luôn. Bắt là bắt như thế này. Nó hấp dán thì khỏi phải nói luôn. Nhưng nó gửi về cho em cái lô như thế này. Bây giờ em xả luôn nha. 89.000 bây giờ em xả luôn mấy chị 75. Xả luôn mấy chị 75.000. Đây 75.000 đây quần mấy chị ơi. Bằng cái giá em bỏ xỉ luôn. Nhưng mà quần của nó là nó hấp như thế này đây. Quần xỉ như thế này. Đây nhá. Quần này không đẹp không lấy tiền luôn, thiệt sự thề một câu luôn. Đây mấy chị nè. Đây. Nó là nó sẽ ở phía trước là nhớ như thế này nha mấy chị. Đó. Chị nào thích thì lấy giúp em. Em xả luôn mấy chị 75.000, rẻ hơn 14.000 một quần. Bây giờ em xả luôn cho mấy chị, em đang cầm con S này. Cứ cái này là 56kg mấy chị quay đầu. Từ mặt xa nào chốt xa nãy giùm em nha, tầm 56kg em đang cầm con S mấy chị nhìn cái phong quần nó như thế này nè. Nó chừng đét luôn nhưng có mỗi cái là nó gửi về cho em 10 ri thì là tất cả đều sẽ tà trước hết. Chị nào thích sẽ là thích thì báo giúp em. Báo giúp em nha. Thích thì chốt thật sự luôn. Rất là đẹp luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn ấy nè. Đẹp lắm luôn. Quần áo bách này sẽ là trước nè. Có mẫu kia nữa. Không có. Không còn chị ơi. Chứ còn là em lại like cho em lại gửi hàng rồi. Chị biết không, người ta đặt em nào khách lễ không đặt còn 4 ri ấy, nhưng mà không có. Họ chỉ gửi được cho em quần này thôi. Quần kia không có hàng. Quần kia không có hàng. Nên chị nào thích quần sẽ là trước này thì em sẽ luôn 75.000. Chị nào lấy thích cái sẽ là trước thì mới là chị. Em không vừa lấy chị một size vừa cho con gái. Em vừa không chị lấy một size. Em vừa cho con gái 60kg là chịu. Quần này 56kg quay đầu thôi. Quần này XL của nó 56kg thôi. XL 56kg. XL 56kg thôi mấy chị ơi, 56kg. Cái còn chị nào em nói thiệt, riêng quần riêng á thì riêng với ai nó cũng hát dáng cả. Đã là quần riêng thì em nói thiệt đó, nó hát dáng lắm. Ở phía sau đó, nó ôm mông rất là đẹp luôn. Không mong rất là đẹp luôn nhưng mà nó họ chỉ gửi về cho em quần nó thôi. Quần kia không có, nó tâm ra nó còn tồn như vậy luôn á. Đây còn mấy con áo này em xả luôn cho mấy chị to to này, lấy chị size M. Chị lên giúp em là mã M75 đi. Chị lên giúp em mã 75 kèm size giúp em với.
75 kèm size giúp em với chị. 75 kèm size lên đúng giá giùm em, 75 kèm size giúp em với nha chị. Đẹp lắm, 75 kèm size đây. Tối nay tương tác nhanh cho mấy chị, con này 92.000 luôn em xã này. Chị nào to con chốt anh, M75. M75 đúng rồi. Ý là em có mặc thử chưa, nếu em mặc vừa thì chọn chị một cái. Em vừa quên. Không để là lý do là không biết là có thích xẻ tà hay không, nên bây giờ cứ lên rồi đó, chị nào thích xẻ tà thì lấy nha. Chị nào thích xẻ tà trước thì lấy giùm em. Liên ơi, hôm trước Hải biết là Liên dặn rồi, nhưng mà hôm trước là không xẻ tà trước, hôm nay xẻ tà trước, nên bây giờ thấy cận cảnh rồi đó, chị nào thích thì chốt giùm em. Em hôm trước 89.000, hôm nay còn 75.000 thôi. Em tặng luôn nha mấy chị, 75.000 thôi. 75.000, chị nào thích thì chốt giùm em nhé. Chị nào thích thì chốt giùm em, 75k thôi. Nó xẻ tà trước như này Liên. Nếu Liên thích á, thì Liên chốt giùm Hải mã 75. Liên thích thì Liên chốt giùm Hải mã 75 chứ Hải với mã 75 nhé. Mã 75.000 kèm size SML XL. XL 56 quay đầu. XL 56 ký quay đầu, nó hết dáng như thế này nè. Quần chụp nói chung là chuẩn lắm, nhưng mỗi cái tội là sẽ tà trước thôi nha. Tà trước nó sẽ là dăng như thế này nè. Đó. Ai thích size nào thì chốt giùm em. 75.000. Đi thích con này Liên chốt đi, thiệt sự luôn, đẹp lắm. Nó hết dáng giả mang lắm luôn á, nó mặc lên cái nó cao hẳn luôn á. Thích mã này thì lên giúp em là mã 75 kèm size. Em mặc rồi. Nhưng mà nó dài với em luôn quá nên mặc nó dài. Quần này phải chị nào mét 55 trở lên. Chị nào mét 55 trở lên là hốt giúp em. 1m55 trở lên thì hốt giúp em. Chốt chị chưa? Em chốt rồi, em chốt chị con size M rồi. Em chốt chị rồi. Đây, em tặng cho mấy chị con này luôn. Cho nó gọn luôn nha. Gió lạnh rồi, gió này đẹp. Gió này gió hai lớp pha. Hàng chuẩn luôn á mấy chị, gió hai lớp pha. Em tặng luôn. Size S75 cho Trần Kim Liên nè. S75 cho Trần Kim Liên nè. Em không dám chốt mấy chị là như vậy á, vì nó sẽ tà trước nên là không dám chốt. Nhiều chị không thích đâu, nhưng mà em một chiều chị kia lên nó mặc đẹp lắm. Nó dáng giả mang á. Rồi lên con này giúp em, tặng luôn mấy chị con này 95.000. Hóc gió này còn nhiều, tại sao mặc vừa chị luôn mà. Không, quần này tầm mét tùy người thôi chị. Tùy người. Tùy người thôi chị ơi, quần này không đẹp không lấy tiền á. Lên nói chung là chị nào mặc quần lê được cho em, mặc quần lê tay em mặc không được, không hợp, nó xấu lắm. Em có bụng, mặc khó. Đây lên giúp em mã ngọc, chị nào lấy ngọc nha, form này 60kg. 60 form, form này 62kg quay đầu giúp em, tặng luôn mấy chị con này 95.000. Tặng luôn con cho mấy chị con này 95.000, nó phối như thế này nè. 95.000 giùm em, nó phối như này nè mấy chị, đó nó phối như này nè. Chị nào lấy 95 lên giùm em mã 95 ngọc. Chị nào lấy 95 chốt giùm em mã 95 ngọc giúp em size 57 cho tới size 62. 57 tới 62 em còn 5 con, tặng luôn mấy chị 95. 95.000 chị nào lấy ngọc chốt ngọc giùm em. Chị nào lấy ngọc chốt ngọc giùm em, chị nào lấy ngọc chốt ngọc giùm em. Mũ nó tháo rời được nha mấy chị nha. Mũ tháo rời được giúp em. Đây nè. Đẹp chưa mấy chị ơi nè. Đây nè, đẹp lắm mấy chị nha, đẹp lắm luôn á. Chị một áo khoác gió ngọc 95 cho Phương Diễm nè. Kèm số điện thoại có size 50kg không cô? Không nha. Không có size 50kg, màu cát. Đẹp lắm mấy chị ơi. Phương Diễm kèm số điện thoại giúp em. Chị Phương Diễm ơi, cứ có số điện thoại em không chốt được. Này mấy chị, 95.000 em đang luôn mấy chị 95 nè. Đó đẹp chưa? 95k ai lấy ngọc 95 lên giúp em là mã ngọc 95 giúp em. Ngọc 95.000, 57, 55kg rồi lên. 55 cho tới 62 nhé. 55 cho tới 62 giúp em. 55 cho tới 62 giúp em. 55, 62. Dạ rồi, 55, 62 giúp em. Em có size cả 65kg nè. Em có size cả 65kg nè. Có size cả 65kg. Có size cả 65kg nha. Có size cả 65kg á, chị nào lấy thì chốt giùm em là mã ngọc. Chị nào lấy thì chốt giùm em mã ngọc. Cái này em còn màu hồng, một con hồng duy nhất nè. Chị nào lấy hồng thì chốt hồng này, hồng size XL. XL 57 tới 65. XL 57 tới 65 còn một con hồng duy nhất, hồng đẹp chưa? Đó, ai lấy hồng chốt hồng giúp em 57 65kg nhé. Cái này 60 lần, 60 tới 65kg mới đẹp. 60 tới 65 chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng.
Chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng giúp em hồng nè. Đó, chị nào lấy hồng chốt giùm em mã hồng 95.000 nha. Hồng 95.000 giùm em, hồng 95 này một con duy nhất nha mấy chị, đúng một con luôn. Đúng một con duy nhất luôn, hồng 95.000 một con duy nhất. Chấm bài tương tác like lên giúp em đi mấy cô chị ơi. Chấm bài tương tác like lên giúp em nhé, hồng 95. Hồng 95.000. Hồng 95, chị nào lấy hồng 95 chốt giùm em mà hồng 95 nha. Bữa nay gió này gió nhẹ này mấy chị ơi, không lấy lộ cũng luôn á. Gió nhẹ 95.000 giúp em, hồng 95 bên trong nó hai lớp như này nè. 95.000 bên trong hai lớp gió như này nè, đó. Hồng 95, xanh 95. Vàng 95 giúp em. Vàng 95 giúp em nha. Đó, em còn bốn màu vàng 95. Vàng 95 giúp em. Ui sao mắt lưới vậy nè. Vàng 95.000, chị nào lấy 95 kèm màu giúp em. Áo này mấy chị nhận về em, mấy chị nhận về em, mấy chị xem chắc mấy chị nghiện luôn á. Thật sự luôn, mấy chị xem chắc mấy chị nghiện luôn á, mấy chị ơi nghiện luôn. Đó là bên Hải nói thật lòng. Xả áo thun nha. Sao tối nay like yếu người ta, còn ít áo thun bên Hải xả luôn như mấy chị form. Chị nào coi con chốt cái áo thun thun rộng. Chị nào nhỏ con chốt form này đi, về mà mặc cho nó sướng nè. Cái thương hiệu xả luôn mấy chị 39.000 cho nó hết luôn. 55 xả 45.000 thôi. 45.000 mấy con này đó. Con này mấy chị ơi, chị nào to con. Có sơ mi không hả? Sơ mi không có chị. Sơ mi đứt hàng. Sơ mi không còn hàng luôn á chị Oanh ơi. Sơ mi không còn hàng luôn á. Sơ mi xem nào. Em xem nào. Sơ mi trắng vừa trụ. Nó ngầm mùa 1-2. Sơ mi trắng hàng hiệu luôn, hàng đích mấy chị ơi. Nó phong nam thu. Phong nam là phong này, cũng là phong nam này. Hàng mít luôn mấy chị ơi, hàng mít luôn, không phải hàng tàu lao nha. Không phải hàng tàu lao mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5 con. 6 con tặng nhanh giúp em. 49.000 con này. Xỉu luôn, 49.000 con này giúp em. Chị nào cổ trụ này mấy chị ơi, áo nữ cổ trụ này 49.000 con này giúp em. Chị nào lấy trắng, size nó là từ 40kg trở lên cho tới size 55kg. 40-55 giùm em. 40-55 giùm em nha mấy chị ơi. 40-55 giùm em, con này tặng luôn mấy chị 49.000. Còn mấy con tặng luôn mấy chị 49 lên giúp em mà 49. Chị là thích sơ mi trắng cổ trụ như thế này. Size của nó hàng mít nha mấy chị nha. Hàng này hàng chuẩn nha. Đó, lên giúp em con này 49.000. Chị nào lấy 49 thì chốt 49 giúp em. Nút là bấm bên trong hết như thế này nha mấy chị, nó sẽ có một cái đường viền và giống nút hết như thế này nè. 49 size 10 cho chị Anh Trần một con này. Không có size chị ơi, một size nhưng mà đẹp. Cho chị Anh Trần một con này. Cháu có sơ mi cọc tay lai dưới không cháu? Không có cô Tánh ơi, con không có. Cháu không có cô. Hết sạch đâu, sơ mi này tự nhiên nó lọt đâu ra có một sạch. Một ri này nữa là, đây có của đây nữa này. Chị một cái size L, không chị ơi một size. Cái này một size chị Lan ơi, một size thôi. Đây một size, ui hàng này to hơn nè. Đó, size L cho chị Lan cái này. Đây size L này, hàng này nó sẽ là hàng to hơn nè. Cho chị Lan con này size L nè, em coi. Cái của trụ á, là size nhỏ. Còn cái của đứng á, này sẽ size to. Chị Lan lên giúp em mã 49 đi. Đúng cú pháp giùm em, 49 kèm size ML thôi, không có nữa. 49 kèm size ML thôi. 49 kèm size ML, ui nó đẹp quá mấy chị ơi. Đây size L đây. À size đây size M. Đây em còn hai con, còn một con size L nữa là em hết nè. Hai con M, hai con L nữa là em hết. Chị nào lấy chút giùm em mã 49 nha. Chút giùm em mã 49 giùm em. Đây con M nè đó. Chút giùm em mã 49 giùm em. Chị Lam chút giùm em mã 49 nha. Không có mã không chốt được á chị Lam ơi. Không có giá tiền không chốt được 49 nha. Phong xanh phía sau đi cô. Phong xanh phía sau. Phong xanh phía sau là đây. Phong xanh phía sau. Phong xanh phía sau này 105.000 một con. 105.000 một con, size cho mấy anh Nam mã 49 cho bác Lam một con này. Bác Lam một con này. Đó, em còn 3 con, chị nào lấy nốt giùm em nha. Còn 3 con trắng á. Đây, áo nam này là size từ 45kg. 40 105 cho Văn Khoa. Đẹp lắm.
Hàng này về mặt chuẩn đét luôn á. Nó chụp với mấy chị giáo viên hàng này về mặt 850 với mấy chị ơi. 105 xin đi văn xa này. Một lẻ năm em còn nữa nha mấy chị, 105 em còn trắng nữa nè. Rồi xíu em lên quần riêng mấy chị đừng nóng vội nha, mấy hãy lên quần riêng cho trời con trắng nha mấy chị ơi nè. Hàng xinh trắng nè, trắng là đẹp chưa? Mai cô gửi đồ cho cháu, cho chị luôn nha. Dạ, chị ơi có một cái quần không có size nên em không thể gửi được. Có một cái quần không có size. Nếu mà chị vậy là chị có hai cái áo thôi, hai cái áo với cái áo với cái gì ta, có áo phông rộng nam, phông rộng nam nhưng mà tay dài em nhiều, phông rộng nam tay dài. Cái này á, phông nam này tay gái trai gì cũng được hết, nhưng mà em còn tay dài thôi, ngắn em không có. Tay dài rộng nam này, rộng nam tay dài hàng xịn luôn này, hàng này hàng xịn luôn này, hàng này 74.000. Tay ngắn, tôi tay ngắn em không có, tay ngắn em chưa về chị ơi, tay ngắn em không có rồi, tay dài thôi, tay ngắn không có rồi. Bé Hải lên cho mấy chị cái lô áo này cho nó gọn luôn nha, lô áo này này, bạn nhanh tương tác nha mấy chị, con lô áo này dùm em 53.000. 53.000 một con mấy chị ơi, 53.000 một con. Một là mấy chị mặc bẹp vai, hai bắt chắc giúp như thế này. 60kg mấy chị thoải mái giùm em luôn nha. Đây, lên giúp em là mã tặng luôn cho mấy chị 52.000. 52.000 một con, em tặng luôn mấy chị 52.000 ha. 52.000 một con áo như thế này này mấy chị, 52.000. Rất là xuất sắc luôn nha. Ai lên 52 chốt giùm em 52, chị nào thích bẹp vai thì mặc bẹp vai, không là nó cao như thế này. Ai lên da giúp em, lên giúp em mã da 52k. Da 52.000 giúp em. Lên giúp em mã da 52 nha, chị nào thích da 52 chút giùm em mã da 52 nè. Da 52 em có 2 con. Da 52 em có 2 con nha mấy chị, da 52 em có 2 con. Tặng nhanh cho mấy chị luôn, da 52 em có 2 con. Con là con giúp đẹp luôn á mấy chị, mã áo kiểu đẹp lắm. Đây nè. Này mấy chị ơi, mặc lên xuất sắc luôn á. Mấy chị không mặc cái mặc lên nó đẹp lắm luôn mấy chị, đây nè, cái form áo của nó rất là đẹp luôn. Đó, ai lên giúp em là mã này dạ. Da nơ 52.000. Da nơ 52 giúp em. Cứ 40kg cho tới 56kg là đẹp đi ha. 40 cho tới 56kg này. Da nơ giúp em này 52 này. Da nơ 52 làm hàng nút coi đây xuất sắc luôn. Da nơ giúp em. Chị nào lấy da nơ chốt giúp em mã da nơ. Da nơ giúp em nha. Da nơ 52 nè. Da nơ 52. Trời ơi hàng đây nè. Thiệt á. Đây mấy chị ơi, hàng này không chốt thì chốt cái gì. Đây đẹp chưa, lên giúp em mã vàng 52.000 giúp em, chắc nó chắc thun thái, hàng này hàng thun thái nha mấy chị, hàng này hàng thun thái 40-60kg, lên giúp em mã vàng 52.000, hàng này hàng thun thái giúp em nha, 52.000 vàng hàng thun thái, hàng siêu vip luôn. Thun thái thì mấy chị biết rồi hả, thun thái thì mấy chị biết rồi, nhìn cái này bên vạt của nó này mấy chị 52.000. ai lên vàng 52 lên giúp em mã vàng 52, 40-60kg chốt nha, 40-60kg chốt nè, vàng 52 nè, vàng 52.000, tay thun thái, hàng này thun thái, thun thái 52.000 giúp em, 52.000 con này giúp em. Ai lên 52 chốt 52, ai lên 52 chốt 52. Hàng Tommy nè. Ôi tấm bài tương tác đi mấy chị, hàng này hàng thun thái giúp em. Đây đây dạng là dạng dạng crop này, áo là áo crop giúp em nha, crop này nó còn sót 1-2 con đây đó. Ai lên giúp em mà trắng 52 thì chốt giùm em mà trắng 52 giúp em. Cái này 40-60 nha, 40-60 đó. Ai lấy trắng chốt giùm em mà trắng, trắng trắng sắc quá. Trắng giúp em là mấy chị 52.000. Thun thái nha mấy bác nha. Đó, trắng 52 không chốt rồi mấy chị. Vàng 52 cho bác Chiến. Đẹp lắm, trắng 52 cho Nga Phan. Chị Nga ơi, đẹp lắm chị Nga. Con trắng này đẹp lắm. Nói chung là sót 1-2 con thôi, trắng này đẹp lắm. Ờ, bác Nga Phan có cái áo khóc len với cái áo gì chưa ship cho bác Nga rồi. Một cái áo len caro xanh trắng với một cái ơi lên mã đây giúp em nè, mã đen đẹp lắm, mấy cái lô này lấy về cho con gái mình mặc mấy chị ơi. Đen trời ơi nó đẹp thử, ôi đen, ai lấy đen lên giúp em mã đen. Cốc Nam xịn tầm 200k không chị? Không có nha, Cốc Nam hết sạch phần xanh rồi á, Nam không còn nữa, Nam không còn nữa nha, Nam chỉ còn có một phao thôi, phải còn có phao thôi đó. Ai lấy đen chút giùm em mã đen, ai lấy đen chút giùm em mã đen giúp em. Bà Nga, Nga Phan, Nga Thanh ơi,
Hải có size, Hải có lô áo áo sập tay ngắn rồi, đợi chút. Đây này, ai lấy đen chút giùm em bạn em. Dạ con chị. Đây này, ai lấy đen chút giùm em mã đen nha, đen đẹp. Đen thôi, đen chút mấy chị 50 đi. Lên giúp em mã đen 50 nha, đen cho Thanh. Lên giúp Hải mã đen. Lên giúp Hải mã đen 50.000, phải lên giá tiền giúp em. Đen 50 giúp em. Đen 50, đỏ 50. Phải lên giá tiền, không lên giá tiền không chốt được. Tôi giúp em mã đỏ 50 nè. Trời ơi nó đẹp tí, đỏ đẹp quá. Ai lên giúp em mã đỏ 50 giúp em đen cho Nga Thanh. Đỏ 50 giúp em nè, đỏ 50. Trời ơi giúp đẹp quá luôn. Đỏ, ai lấy đỏ chốt đỏ giúp em nha, đỏ. Ai lấy đỏ, đen 50 đúng rồi, chốt vậy á. Đen 50. Đen đây nè. Cái gì đó bé, đỏ 50 cho Nga Thanh nè, đẹp lắm bà ơi. Đồ bà về là mặc có cái chân váy mà tôi đang mặc cho bé nè. Đẹp thực sự luôn. Đỏ cho Nga Thanh nè. Cái lô này đẹp lắm. Đỏ cho Nga Thanh nè. Đây em lên một con này đây. Trời ơi lên giúp em mặc vàng bò. Mấy bác ơi con vàng bò này nó xuất sắc nè. Ôi vàng bò cái áo này sẽ tà như thế này nè. Vàng bò 52.000 lên giúp em mặc vàng bò 52. 60kg qua đầu giúp em. Trời ơi nó đẹp. Vàng bò 52 giúp em, chị nào lên vàng bò chốt vàng bò con này là xuất sắc. Chắc nó như thế này mấy bác không chốt nữa thôi nha. Vàng bò 52 giúp em nè mấy chị, vàng bò 52 nha. Lúc này nó đẹp như này mấy chị không chốt mà nó xanh điệu như thế này nè. Vàng bò 52 chị An Trần. Đừng chọc em, đừng chọc em. Như đấy. Vàng bò 52. Vàng bò 52 cho chị An Trần. Chị An Trần ơi lên số điện thoại. Chị anh Trần nó phải anh Trần kia không ta hay là anh Trần nào ta? Vàng bò 52 hết Bắc Chiến ơi. Vàng bò 52 hết Bắc Chiến ơi. Xem anh Trần. Anh Trần giống nhau đúng không? Chị anh Trần ơi, tí nữa chị lên giùm em số điện thoại giúp em nha. Cho chị anh Trần sợ hai ba anh Trần phải có số điện thoại không bị nó nhầm. Hết nè. Rồi giờ lên tân áo kiểu. Em lên tân lô áo kiểu cho mấy chị. Cái gì đó kem? Lui ra. Dạ. Rồi ok. Do nhiều khi thay đổi hình nền nó không biết. Đây. Ui, trời con này nó đẹp. Trời ơi, chốt đi mấy chị. Con này nó đẹp. Lên giúp em mã rút. Trời ơi, con này nó đẹp quá. Ba hàng nút hai bên nè. Tay nó phồng kiểu như này. Lên giúp em làm mã rút. Rút 52.000 giúp em. Trời ơi, nó đẹp. Rút 52. Không chốt con này uổng xỉu luôn á, trong bọc nó nhăn nha mấy chị ơi, không chốt này uổng xỉu luôn á mấy chị này. Rút 52.000 ống kiểu giúp em nha. Rút 52 giúp em. Ôi nó đẹp quá nè. Mấy chị ơi con này không chốt. Rút 52 cho Nga Thanh. Con rút này đẹp thực sự luôn á. Rút này về mê mẩn luôn á trời. Còn cái áo lên đẹp không đẹp nhìn rất liền. Lấy giúp em mã vàng. Lấy giúp em mã vàng. Ôi đây nè, đây nè, mấy con này lên xinh lắm luôn mấy chị ơi. Ai lấy vàng chốt giúp em mã vàng, vàng 52.000. Trời ơi, giúp là giúp xịn luôn giùm em nha. 52.000 lên giúp em mã vàng. Đây nè mấy chị, lên kiểu cực kỳ xinh luôn nha mấy chị ơi. Lên kiểu cực kỳ xinh luôn giùm em. Đó, vàng 52.000 giúp em. Vàng 52 nha, lên giúp em mã vàng 52. Vàng 52 là áo kiểu nha, vàng 52. Vàng 52 giúp em. Đây, cổ đây nè, rút ngay con cổ này. Không mà lãng phí. Đây nè. Em tặng luôn mấy chị con này 50.000 thôi. Size này size nhỏ, 40-50 chốt. 40, không, 40-55 chốt giùm em con này đẹp. Lên giúp em mã đen 50.000. Chốt giùm em mã đen 50.000, cổ nó phối màu nâu rất là đẹp luôn. Cổ phối nâu rất là đẹp luôn, lên giùm em mã đen 50.000. Đen 50.000 giúp em. Đen 50.000 giúp em, đen 50.000 nhé. Lên giúp em mã đen 50 nè, đen 50 giúp em. Đen 50 nó phối cổ đẹp. Đen 50 giúp em nha. Hồi nãy còn một lô áo rất là đẹp luôn. Đen 50, hồng 50. Hồng là nó phối như thế này nha. Đen 50, hồng 50. Sao con? Con gọi bố đi. Gọi bố về nha. Rồi để mày xem nè. Rồi, bật lên mày xem nè. Rồi con gọi đi nè. Nè. Bố alo. Đen 50, hồng 50 tốt luôn này, đẹp lắm. Để lên cho các chị nè. Đây mấy chị ơi nè. Bà ơi
Mấy chị ơi đây, lên giúp em ạ. Vàng, vàng 50 ngàn giúp em con này. Vàng của nó lai nó sẽ là sẻ. Để xem nào. Vàng 50 giúp em nha. Vàng 50, trời ơi lên đó. Nó đẩy vàng lắm. Em đợi em một xíu, em vô mặc thử cái này cho mấy chị nha. Là như thế này nè, và phía sau chéo như thế này đó. Ai lên vàng 50 chốt thì mấy mã vàng 50 rất là xinh luôn nè mấy chị nha, rất xinh luôn. Vàng 50 ngàn với em mặc không bao giờ hưởng được cái gì đó nha. Vàng 50 ngàn giúp em có 3 con. Vàng 50 ngàn em có 3 con nè mấy chị. Vàng 50 em có 3 con và em còn một con xanh. Và em còn một con xanh 50 ngàn. Xanh này nè, đẹp chưa, xanh ngọc này. Ai lấy ngọc 50 chốt thì mấy mã ngọc 50 giống như con vàng em ra nha. Đó, lên giúp em mã ngọc 50 ngàn giúp em. Áo kiểu nha, 50k. Ai lấy 50 chút thì em mã 50 giúp em nha, 50 ngàn. Đó, chấm bài tương tác like giúp em được không mấy chị? Chấm bài tương tác like giúp em được không mấy chị ơi? Chấm bài tương tác like lên giúp em được không mấy chị? Sao đứng im vậy ta? Em thấy đứng im luôn á. Ui, mạng chậm lắm. Mấy chị ơi, chị nào chấm lên giùm em một xíu cho. Chấm lên giùm em mà xem mẹ nó có đứng không đó. Ai lấy xanh thì chốt giùm em mã xanh nha. Ai lấy xanh thì chốt giùm em mã xanh, xanh 50 ngàn. Rồi em lên tới cái lớp áo này. Áo này hôm trước 59 ngàn nè. Áo này mới đẹp nè mấy chế. Đây nè, em mặc thử một con cho mấy chế xem con áo này nè. Để em mặc thử một cái cho mấy chế xem nha. Sao bò vậy con? Đẹp lắm nè. Đúng lên. Thu xì. Hàng này hàng khô giúp em. Hàng này hàng có tông khô giúp em. Ờ bé rai con. Hàng có tông khô giúp em nha. Có tông khô giúp em. Con này em tặng luôn mấy chị 55. 40kg rồi lên cho tới size 55kg quay đầu giùm em. 55.000 lên giúp em là mã xám. Chốt giùm em mã xám giúp em. Xám, ai lấy xám chốt giùm em mua xám nha. Xám. Hàng thu xì đẹp kêu này. 40 cho tới 55kg nha, 55-56kg chốt giùm em con này. Ai lấy xám chốt giùm em mã xám nha, xám 55.000. Xám 55.000 giúp em, hàng rất thông khô đẹp. Hàng này chuẩn đét luôn đó mấy chị. 55.000 lấy giúp em mã xám. Ai lấy xám chốt giùm em mã xám nha, xám và xanh. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh con, tắt đi con. Ai lấy xanh chốt giùm em mã xanh giúp em. Ai lấy xanh chốt xanh này, cái xanh gu xì là đẹp. Xanh nha, ai lấy xanh chút giùm em mã xanh giúp em mã xanh này. Xanh nhá, xanh 59 nè. Nam mặc được không cô? Không nhá, hàng này hàng nữ. Ai lấy xanh chút giùm em mã xanh nè, xanh 55 nè. Hồng ruốc 55 nè. Ai lấy hồng lấy chút giùm em mã hồng này, hồng 55 cành nè. Hồng 55 nè. Ai lấy da chút giùm em mã da nè. Phá vừa thôi em ơi. Ai lấy da chút giùm em mã da mấy chị thấy không? Sao đứng mấy nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi ra kia đi. Cái thun gì? Màu gì? Đây. Em lấy bì nè. Em đeo lên nè. Đen 55 cho Văn Khoa. Đen 55 cho Văn Khoa nè. Lui ra, lui ra, lui ra. Mẹ làm mẹ con. Đen 55 cho Văn Khoa. Bà đầu đi. Làm đi bà bồng nha. Ai lấy vàng lên vàng giúp em. Ai lấy vàng lên vàng giúp em. Ai lấy vàng lên vàng nha. Vàng, vàng 55. Ai lấy vàng chút vàng giúp em có trắng nè. Vì một cái màu da nha bé, ok. Vì lên giúp cháu là mã da 55 đi. Lên giúp cháu mã da 55. Có trắng đẹp của này mấy chị ơi. Trắng này, con trắng này đẹp. Ai lấy trắng lên trắng giúp em nha. Màu da gì lấy giúp cháu là mã da 55 ngàn. Mấy chị lấy thì mấy chị nhớ lên màu lên giá giúp em. Màu da, da 55 ngàn nhé. Trắng 55 ngàn nè. Vàng 55 ngàn nè mấy chị, vàng 55 nè. Xám 55 nè. Hồng 55 nè. Đó. Mấy chị chốt giùm em nhé.
rất là đẹp luôn, xanh 55 và rất là đẹp nè mấy chị ơi. Hàng này hàng đẹp không nha mấy chị, hàng này bao đẹp cho mấy chế luôn, hàng này với lại bao đẹp cho mấy chị luôn, bao đẹp cho mấy chị luôn nha, bao đẹp luôn đó. Lên 55 thì chốt giùm em mã 55 giúp em, lên giúp em mã 55, 55.000 giúp em nha, 55.000 em qua mã 55k, 55k giúp em nha, kèm màu em còn đen đó, em còn đen nha, 55.000 kèm màu. Cái con đen này đẹp quá này mấy chị, lấy số con đen này, đen này đẹp chưa, ai lấy đen chút còn em gọi số đen này cho 50.000, lấy giúp em mà đen 50 này, đẹp chưa mấy chị ơi, đen 50 này, đen 50 rất đẹp luôn, đen 50.000, chị nào lấy đen 50 chút thì em mà đen 50 nha, ai lấy đen 50 chút thì em mà đen 50 nha, đen 50 cành. À mấy chị, em có một cái lô bộ mango mà size to, size 60kg trở lên cho tới size 70kg, chị nào lấy em chút ta, size 60 cho 70kg em chốt cho mấy chị nè, size 60-70kg. Quay đúng cái này hả? Tắm bài đi mấy chị ơi, sao nó ghi nó buồn dữ vậy ta? Cái này thì like kiểu gì được ta? Cái này like kiểu gì được ta? Đây mấy chị, đây này mấy chị ơi, một bộ như thế này sai, sai từ 40kg trở lên, quên 60kg trở lên, em cho mấy chị xem này, bộ này sẽ là bộ đùi 60kg trở lên cho tới size 70kg, mấy chị chốt giùm em tặng luôn mấy chị 109.000 luôn. Tối nay em tặng luôn mấy chị 109, em bán 119.000, tối nay em tặng mấy chị 109.000. Đây mấy chị ơi, không xuất sắc mới lạ luôn á, hàng này. Chị nào 60kg mấy chị chốt mấy chị thiệt sự. Cái chị nào 60kg, 7 tới 70kg mấy chị chốt giùm em. Trong này có chị Nga Hồ nè. Trong này có chị Nga Hồ to nè. Những chị nào mà to con nên chốt cái này đi mấy chị ơi, hàng này đẹp lắm, 109 hàng lụa mango giùm em. Lụa này lụa chuẩn đét luôn giùm em nha, hàng Sam nè. Hàng này hàng thương hiệu luôn mấy chị ơi, hàng này hàng thương hiệu giúp em luôn. Đó, lên giúp em mã này là mã vàng bò đi ha. Vàng bò giúp em này, cứ 60kg rồi lên tới 70 mấy chị chốt nha. Thật sự ra là rất là hiếm một cái lô đồ bộ mà tầm 70 hơn 70kg cho mấy bác chứ này. Nên là chị nằm tầm trong tầm ngắm này mấy chị chốt đi. Đó, ai lấy vàng lấy giúp em mã vàng bò nha, vàng bò giúp em này, đó là dạng như màu nâu á, lên màu nâu, nâu cho đẹp, nâu tím nè, nâu tím LV rất đẹp luôn. Đây ai lấy nâu chốt thì em mã nâu, ai lấy nâu chốt thì em mã nâu, nâu 179, đây màu hồng đẹp, ai lấy nâu chốt thì em mã nâu. Điều lai mình riêng rồi không ta, ít nhiều quá nè, đây hồng đẹp chưa nè, đó. Ai lấy hồng chốt giùm em mã hồng, hồng 109.000 nhé. Hồng 109.000 giùm em sẽ là phong quần lửng như này, chứ không phải dài nhé. Em đang like quần lửng á mấy chị, like quần lửng á. Đây nè, nó bự to như thế này nè. 109k giúp em nha. Chị nào lấy 109 chốt giùm em 109 kèm size. 109 kèm màu giúp em hồng và hồng. Hồng giúp em nha. Mấy chị có chấm bài lại giúp em không? Mấy chị chấm bài lại giúp em với mấy chị ơi. Mấy chị còn mua mấy chị cắm bài lên em với. Còn ba áo nam này ra mã nha, còn ba áo nam này em tặng luôn mấy chị tối nè, 239 35 đi, tặng luôn mấy bác 35, 50kg trở lên cho tới 65kg, hai cái từ 60 tới 65, một cái từ 50 tới 60 chốt giùm em. Con này 35 lên giúp em mã 35 giúp em. Ai lấy 35 chút thì em mã 35 nha, áo nam. Ai lấy 35 chút thì em mã 35 nha, 35k. Còn ba con tặng luôn mấy chị nè, 35.000 lên giúp em mã 35 nha, 35k giúp em. Cắm bài tương tác lên giúp em một tí nha mấy chị. Cắm bài tương tác lên giúp em với 35, ai lấy 35 chút thì em. Bữa nay view mạng yếu nghe á, view yếu thiệt sự luôn mấy bác ơi. Ai lấy 35 chút thì em mã 35 nha, 35.000 giúp em, 35.000. Em còn ba con, em còn ba con như này nè mấy chị chốt cho em, bố về kìa kìa, bố về kìa kìa, 35 bố về kìa.
25 giúp em. Đây đang lấy được cho con gái này nha bác. Hàng này không có hàng đâu mấy chị ơi. Hàng này không có hàng đâu. Đây nè, lấy về cho con gái mình. Váy này, chân váy xếp ly này, size S thôi giùm em nha. 40kg rồi lên tới size 46kg, mấy chị quay đầu hết giùm em. 40 tới 46kg nha. Cái này tầm 38, size S nó là 38kg rồi lên. Xếp ly rất đẹp. 38kg rồi lên tới size 46kg. 38 cho tới 46kg em tặng nhanh cho mấy chị con này 59k. Tặng luôn mấy chị 59k luôn. Lên giúp em mã 59 này. 59 sẹt 1 giúp em. 59.000 giúp em mấy chị ơi, 59.000 xếp ly rất là đẹp luôn. 38kg trở lên nha. Cho tới 46kg thì chị chốt giùm em con này 59.000. Không ở đâu bán. Danh dự luôn, không ở đâu bán đâu mấy bác ơi. Xếp ly rất đẹp. Khó đó là khó bên một bên như thế này. Đó. Ai lấy 59 chốt giùm em mã 59. Ai lấy 59 chốt giùm em mã 59.000 giúp em, 59.000 giúp em nha, 59k. 59.000. 59.000 giúp em nha. Đây em còn một cái L này. Em có con size L này mấy chị, size L này. Ui cái quần này váy ra nó đẹp. Size L này to lắm. L này co giãn chắc mì. Chắc mì này co giãn giúp em mấy bác ơi. 55-60kg chốt con này giùm em. Chị nào 55-60 mua về cho con gái mình 55-60. Hàng này bao co giãn giùm em nha, 55-60. Chốt em con này 59.000. 59 dấu cách size L giúp em đẹp quá. Hàng này Quảng Châu luôn. Hàng này Quảng Châu luôn. Đó, 59.000. Lấy giúp em mã 59 size L có một con thôi. Không có con thứ hai đâu. Đây, con đây là khác nữa, ly này ly khác nữa nè. Ly này ly khác nữa nè mấy chị. Đó, ly khác này. Cái size đây cũng size 40 46kg nè. 59.000 một con nha. Mấy chị ơi còn xem được không? Mấy chị xem được mấy chị tắm tay lên giúp em im im mấy chị, không biết đường nào em mò luôn á. Không biết đường nào em mò luôn mấy chị ơi. Con này nó wow đẹp. Đây. 35 40kg chốt con này. Trời ơi nó đẹp mát say luôn này. Nó đẹp mát say luôn này mấy chị ơi, 35 40kg chốt con này giúp em. 35 40kg chốt con này giúp em. Thôi em xuống like nha mấy chị. Yếu quá. Con này mai em cầm xuống luôn. Em xuống like nha mấy chị ơi. Chốt yếu quá. Mai em lên chứ bây giờ muộn rồi mà mấy chị chốt yếu quá luôn. Chị nào muốn mua hàng thì tắm bài lên cho em một xíu đi. Tắm lên em một mắt rượu đi cho nó. Đây đây. Còn con này tặng hết cho mấy bác luôn. Con này lô trời cho rồi nó gọn đi. Phá giá luôn. Giờ bán cái giá này là phá giá luôn. 40kg trở lên. Hàng này từ 50kg trở lên cho tới 65kg. Nó gì chốt em xả luôn cho mấy chị con lô vàng. Còn mấy con vàng này nè em xả luôn cho mấy chị 89 nha. Em xả luôn mấy chị 89 nha. Hàng này hàng 101, 102. Em xả luôn mấy chị 89 nha. Hàng này 50kg rồi lên giùm em tới 65kg. 50-65. Còn mỗi màu vàng tôi xả luôn mấy chị 89 nha. Tay lai của nó sẽ là bon như thế này. Đây 89 nha. Còn mỗi màu vàng thôi. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Vàng đây mấy chị ơi. Hàng này tao nhẹ giùm em nè. Tao này tao nhẹ giùm em nha. 50kg rồi lên mấy chị chốt. 50kg trở lên mấy chị chốt giùm em con này nha. Vàng tặng luôn mấy chị 89. Rẻ hơn bình thường 40.000 đến 30.000. Tặng luôn cuối like em nghĩ mấy chị ơi. Chị nào lấy vàng em có XL và L nha. Em có XL và L giúp em. Ai lấy vàng chốt giùm em mã vàng nha. Vàng 89 nha. Vàng 89 nha mấy chị ơi. Vàng 89 giúp em nha. Vàng 89 nè. Rất đẹp luôn. 89k. 89. Tương tác like giúp em nha mấy bác. Tương tác like giúp em nha bác ơi. Còn xem like được không? Xem được thì cắm bài lên nhìn em nhé. Sao xem không mà không thấy phản hồi với chị ta. 89 nha. 89. Xem mà không phản hồi với chị ta. Thôi em nghỉ đây nha mấy chị ơi. Bye bye mấy chị nha.